Trời ơi, mặt trời nó lên từ bao giờ rồi mà sao giờ còn ngủ hả con? Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang ngủ mà. Chuyện gì nữa? Có đứa con gái nào mà chây lười như con không hả Cám? Máu dậy, dậy còn tập luyện cho phần thi nữa đi chứ. Cho con nằm thêm 5 phút nữa thôi mà. Không 5 phút, 7 phút gì ở đây hết á. Dậy máu cho mẹ. Dạ, con biết rồi. Con dậy ngay đây mà. Cám, để ý từng bước chân của mẹ đây. Con phải đi thẳng lưng, tạo dáng chuẩn và đẹp vào. Ngực dũng tàu, mông Cà Mau. Con nhìn đây. Con đã quan sát kỹ chưa? Cũng dễ phải không? Trời ơi, trông có như con chó biển lăn qua lăn lại không cơ chứ. Đi thẳng một đường thôi cá. Dạ. A few moments later. Sao mẹ thấy được không mẹ? Con gái mẹ xuất sắc quá. Tập có mỗi buổi sáng mà đã đi được đẹp rồi đấy. Con của bà mẹ Cám mà. Giờ mẹ cho con ăn được chưa? Con đói bụng quá rồi. Mẹ đã chuẩn bị phần ăn rồi đây. Con nghỉ chút để mẹ nói tấm mang vào cho con. Ăn xong chưa? Ra đây tập tiếp cho mẹ nào. Lần này mẹ sẽ tăng độ khó cho con. Tấm, mang cái rổ tre đến đây hội gì? Dạ. Đặt cái rổ lên đầu và đi đến đây cho mẹ. Con nên nhớ trong cái rổ là đĩa gà chiên mắm. Mẹ đặc biệt làm cho con vì hôm nay con tập rất tốt. Nhưng nếu con mà làm đổ đĩa gà thì coi như sẽ mất phần ăn luôn đó. Cái gì chứ? Có phải mẹ đã quá khắc nghiệt với con gái ruột của mình không? Tất cả là vì đại sự, vì tương lai của con thôi con à. Rổ của em đây. Nhìn vậy thôi chứ cũng đơn giản lắm. Loáng cái là làm được thôi à. Chỉ có biết để đi đúng và thẳng thôi mà tôi đã mất cả buổi sáng để tập được không? Nói cái miệng thì ai nói chẳng được. Chị giỏi thì chị đi thử tôi coi. Chị mà đi được tôi cho chị hộp son tôi mới mua luôn á. Em nói thiệt hả? Làm được đi rồi hẳn vui mừng. À nè, nhớ á, chị mà làm đổ đĩa gà chiên mắm thì nguyên ngày nay chị phải nhịn cơm đó. Nhịn cơm nguyên ngày sao? Chứ chị nghĩ chị lấy được hộp son của tôi dễ vậy sao? Được rồi, chị sẽ thử gì hộp son của em. Để xem chị còn cười được nữa không. Không, không thể tin được. Sao chị ta có thể đi nhẹ nhàng như vậy chứ? Con tập cả buổi sáng mới có thể đi được mà mẹ. Chết mày chưa? Cho mày chưa? Bỏ cái tụi tình lanh từ giờ nha con. Vậy là dịp thắng thử thách của em rồi đúng không? Cảm ơn em vì hộp son nhé Cám. Ăn trưa cũng xong rồi, nghỉ trưa cũng xong rồi, tập đi cũng xong rồi. Giờ sang tập năng khiếu với mẹ nào. Trời, tài năng hay năng khiếu thì Cám đây có thừa. Mẹ cứ tin ở con gái của mẹ. Vậy hát một câu quan họ cho mẹ xem nào. Làng quan họ quê tôi tháng giêng. Ngưng, ngưng ngay cho mẹ. Trời ơi Cám ơi, bộ con có thù với âm nhạc hả Cám? Chuyển liền sang tiết mục hát cho mẹ. Múa thử mẹ xem. Tăng 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 ta tăng 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 ta tăng 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 tăng. Dẹp, dẹp luôn cho mẹ. Trời ơi, không lẽ con không có được nổi một tài lẻ nào sao? Đúng là nỗi bất hạnh của tạo hóa mà. Chứ giờ con phải làm sao đi mẹ? Mẹ Cám ơi, có tin hot nè, tin hot này. Bà Hải Vông Phúc đang cãi vã nhau kìa. Nghe đâu ông Phúc đấy mèo mã gà đồng với con nào, bị bà Hải bắt gặp, đang bị ăn roi đầu làn đây. Hả? Cái gia đình nhà ông bà Hạnh Phúc đó hả? Tưởng gia đình ông bà Hạnh Phúc lúc nào cũng phải hạnh phúc chứ. Ai ngờ không hạnh phúc như mọi người vẫn thường nghĩ là hạnh phúc sao? Bớt làm cho khán giả hoang mang đi em. Em biết rồi chế. Quay lại câu chuyện nào. Cái chính là ông Phúc trước giờ biết đến là đội vợ trên đầu, mẫu đàn ông mẫu mực của gia đình. Ai ngờ hóa ra trước giờ chỉ là ông ấy diễn. Thiệt là quá sốc mà. Diễn ư? Phải rồi Cám ơi, mày nghĩ ra cái tài năng của con rồi. Tài năng gì mẹ? Là diễn xuất. Ai chứ con gái mẹ mà diễn thì phải nói là xuất thần. Tới con Tấm còn suốt ngày bị lừa vì mày diễn giỏi quá đi mà.
cỏ hôm nay ngon lắm hay sao mà nhìn sữa của chị ăn ngon quá vậy nè? Vậy chị cũng phải tập năng khiếu đã. Em nghe xem có việc được không nhé. Bóng trăng trăng ngà, có cây đa to, có thần cuội xà ôm một môi mờ. Lặng im ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi. Trời ơi, xuất sắc tấm ơi. Bà ba đến đây hồi nào vậy ạ? Bà đang đi kiểm tra lúa bên nhà, nghe thấy tiếng hát hay quá nên ngồi đây lúc nào không hay đây. Đó là phần thi tài năng của con hả Tấm? Dạ, đúng rồi bà. Bà thấy thế nào ạ? Hay nhức nách luôn này. Bà duyệt bài này nhé. Vậy ạ? Quá, mẹ mà là trai trong làng là mẹ xách con về làm vợ luôn á chứ. Con ai mà xinh đáo để ra hả? Thật hả mẹ? Ui mà ơi, mày bớt cái giọng cười khả ố để con giữ lại chút hình tượng đi con. Tấm, dì với Cám đi ra đầu làng tham gia cuộc thi qua khôi làng. Làm việc nhà xong xuôi, muốn ra chơi thì cứ đóng cửa nhà mà ra đầu làng chơi ngang. Dạ dì, con sẽ cố gắng làm xong để ra đầu làng ạ. Ủa, mẹ cho chị Tấm đi chơi hả? Cũng lạ lắm mà nha. Thì cũng cho nó đi, để nó thấy con gái mẹ lung linh thế nào trên sân khấu chứ. Đây là khu vực của thí sinh dự thi thôi, thuyền cô ra đằng trước theo dõi phần thi nhé. Vậy là mẹ không được vào đây rồi. Nếu vậy, Cám con thi tốt lên nha. Mẹ ra ngoài đây. Dạ, mẹ cứ ra ngoài lựa chỗ ngồi thiệt là đẹp và xem con gái mẹ biểu diễn. Hả? Ai đây? Con này gan thiệt, dám mâm mê sánh ngang với con Cám sao? Để đó, bà xử lý mày ra sao? Cám, Cám ơi, mẹ đây này. Nghe đâu tiếng thánh thót của mẹ gì phải? Ủa, có chuyện gì mà mẹ quay lại đây vậy? Mẹ mới thấy có con Tấm đi thi đó. Hả? Mẹ nói thật hả? Trời, chị nghĩ chị là ai vậy chứ? Cho nên, nghe mẹ nói đây. Con cầm hai cái bánh này, cái dâu là cho con Tấm, còn cái cốm là cho con ăn. Nhớ cái dâu là phải đưa cho con Tấm nghe chưa? Sao con không phải là cái bánh bị dâu chứ? Con thích ăn dâu mà mẹ. Không có thời gian mà giải thích đâu. Mang về cho nó ăn đi, coi như mẹ cho bánh để cho hai đứa ăn có sức trước khi thi. Con hiểu rồi chứ? Dạ, con biết rồi. Ô, Tấm à, hóa ra chị cũng đi thi hả? À, Cám à, tại chị cũng muốn thử sức xem sao ấy mà. Hóa ra là vậy. Không sao, tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Dẫu sao không ai đẹp và đủ tài năng vượt qua tôi cả. Chị tham gia cũng chỉ là bàn đạp để Cám lại đẹp hơn thôi. Dẫu sao cũng là chị em một nhà, cho chị cái bánh ăn cho bớt lo lắng hơn nè. À, chị cảm ơn em. Chị ăn đi, nhìn tôi làm chi. Bánh mẹ mới đưa cho tôi hồi nãy để ăn trong lúc chờ thi đó. Chắc mình đa nghi quá rồi, cái bánh không có vấn đề gì đâu. Bánh bị dâu sao? Ngon thiệt đó. Ngon lắm hả? Đâu, cho tôi ăn thử coi. Tưởng vị dâu sẽ ngon, ai ngờ vị cốt lại ngon hơn. Thôi chị ăn đi, tôi về chuẩn bị thi đây. Cố gắng lên nha Cám. Còn hai người nữa là đến phần thi của mình rồi. Sao lo lắng quá vậy ta? À, bụng mình đau quá. Không lẽ lo lắng quá nên đâm ra mình đau bụng sao? Không chịu được rồi, mình phải chạy đi giải quyết nhanh đã. Để xem, mày ra khỏi đây để thi cử cái kiểu gì? Dễ chịu hơn rồi, giờ phải ra ngoài để tham gia cuộc thi đã. Ơ, sao mình không mở cửa nhà vệ sinh được chứ? Có gì nó mắc kẹt sao? Có ai không mở cửa giúp tôi với? Và bây giờ là tiết mục của thí sinh mang số báo danh 17, Nguyễn Thị Tấm. Thị Tấm, xin mời ra nào. Có thấy ai đâu ta?
Có thấy ai đâu ta? Đâu đâu, tắm đâu, tôi đâu có thấy. Con tắm đi mua rồi. Sao lâu quá vậy ta? Nếu mà không có thí sinh dự thi á, thì chuyển sang người khác đi. Nếu vậy, coi như thí sinh số báo danh 17 bỏ thi, chúng ta qua thí sinh số báo danh 18 Nguyễn Thị Cám. Cám ra rồi, Cám ra rồi. Con gái tôi, con gái tôi đó mọi người ơi. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ gửi đến mọi người một phần thi diễn xuất hết sức hấp dẫn. Mọi người hãy cho tôi một tràng vỗ tay để kích liệt tinh thần nào. Cố lên con gái, cố lên con ơi, cố lên. Ta là công chúa của xứ Thanh, hôm nay ta đau bụng quá. Đau bụng sao? Sao tự nhiên lại đau bụng? Sao tự nhiên đau bụng dữ vậy nè? Không được, mày phải nhịn, gắng nhịn nào cá. Ta nghĩ hôm nay sẽ là một ngày trong xanh, nhưng cơn đau bụng này làm ta không thể nhịn nổi nữa mất. Sao mà con bé nó độc thoại linh tinh hết vậy trời? Nhà vệ sinh chịu hết nổi rồi má ơi. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Sao mà lại đau bụng vào lúc thi cử vậy hả con? Con có biết đâu mẹ, tự dưng đau bụng quá nhịn không có nổi. Mày có ăn cái gì bậy bạ trước khi thi không hả Cám? Thì con ăn bánh mẹ cho thôi mà. Cái bánh cố mẹ cho mày có vấn đề gì đâu chứ? Sao tự nhiên mà đau bụng được? Con cũng có ăn cả miếng bánh dâu của chị Tấm nữa. Hả? Thiệt là đã dặn con là bánh dâu đưa cho con Tấm rồi mà. Thì con đưa bánh dâu cho chị Tấm mà chỉ là ăn ké một miếng thôi chứ bộ. Cám ơi là Cám, chết vì tội tham ăn đó con. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.